là đơn vị được quân khu 5 và thành phố chào tiếp nhận, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đến từ thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên. Năm nay, trong đoàn 971, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp nhận 255 tân binh, trong đó có 90 tân binh tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Qua hơn một tháng huấn luyện, bước đầu các tân binh đã sớm hòa nhập với môi trường mới. Lần đầu tiên xa nhà bước vào môi trường quân ngũ, ban đầu chiến sĩ mới Nguyễn Văn Thảo còn bỡ ngỡ từ việc đi đứng, chuyện trò, ăn uống, ngủ nghỉ, thực hiện điều lệnh nội vụ cho đến việc chuẩn bị bước vào chương trình huấn luyện. Song được sự tận tâm chỉ bảo, uống nắng, chia sẻ động viên từ các cấp chỉ huy đơn vị, nên Thảo cảm thấy rất gần gũi, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự. Ban đầu bước vô môi trường quân đội thì cũng rất là bỡ ngỡ và chưa quen biết ở nơi đây. Và sau khi thực hiện 10 ngày trong quân đội trong này thì cũng thấy cũng quen dần và cũng vui có ngay bạn bè và những trung đội trưởng và những chiến sĩ cũ hướng dẫn chúng tôi bước lên từng ngày. Để các chiến sĩ quen dần trong môi trường mới, chỉ huy tiểu đoàn bộ binh 1 thường xuyên cắt cử cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với các chiến sĩ mới, uống nắng, thói quen hàng ngày. Động viên giúp các tân binh tự tin, rắn rỏi hơn trong sinh hoạt tập thể, hăng say học tập quân sự. Nhìn chung, chiến sĩ mới đã hòa nhập tốt với môi trường quân đội, an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện. Bản thân tôi trên cương vị là một người trung đội trưởng, cán bộ huấn luyện, thì trong quá trình sinh hoạt học tập công tác thì hướng dẫn chỉ bảo anh em từng ly từng tí, từ việc sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh trong phòng ở đến là những cái công tác như tăng gia sản xuất, rồi là quét dọn các khu vực vệ sinh, huấn luyện các động tác như điều lệnh có súng và không có súng để cho anh em dần dần làm quen với cái môi trường quân ngũ. Qua gần một tháng vào quân ngũ, các tân binh đã nắm rõ điều lệnh, thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, nỗ lực học tập, phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với khẩu hiệu của đơn vị là nhà, đồng đội là anh em, nên là chúng tôi đã thường xuyên giúp đỡ cho các đồng chí chiến sĩ mới trong thời gian đầu của quân ngũ. Và đến hiện thời điểm nay, là một đa phần là các đồng chí đã an tâm công tác, xác định tốt được nhiệm vụ trong thời gian tới. Và chúng tôi, cán bộ chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi và kèm cặp giúp đỡ các đồng chí trong thời gian tới để hoàn thành tốt được nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới 2023. Tin rằng sau những tháng ngày huấn luyện, các tân binh trưởng thành hơn, xứng đáng với niềm mong mỏi của địa phương, gia đình, đơn vị, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.